Nga chỉ trích Đan Mạch gian lận trong điều tra vụ nổ Nord Stream. Nga cho rằng việc Đan Mạch từ chối để Moscow tiếp cận điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream là hành vi gian lận, cố gắng che đậy sự thật. Đây hoàn toàn là trò gian lận, lừa đảo, thậm chí không phải trò bịp nữa mà là sự hèn mọn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trả lời phỏng vấn hôm 16 tháng 3. Bình luận của bà Zakharova được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Đan Mạch Ramusen nói rằng Nga sẽ không được phép tham gia cuộc điều tra vụ nổ các đường ống dẫn khí Nord Stream dưới biển Baltic vào năm ngoái. Đan Mạch, Thụy Điển và Đức đều tôn trọng thượng tôn pháp luật và mọi người có thể tin tưởng vào các cuộc điều tra của chúng tôi, ông cho hay. Theo bà Zakharova, vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream trị giá hàng tỷ đô la Mỹ không phải vấn đề nhỏ có thể dễ dàng bị lãng quên. Họ đang chơi trò này cho chính họ, nhưng tôi nghĩ câu chuyện với Nord Stream sẽ không kết thúc như nhiều câu chuyện khác mà họ đã chôn vùi hoặc che đậy vì lý do đơn giản là rất nhiều tiền đang bị đe dọa, Zakharova nói thêm. Nga nói không được Đức, Đan Mạch, Thụy Điển thông báo tiến độ điều tra vụ Nord Stream và Moscow đã nộp tài liệu lên Liên Hợp Quốc hôm 14 tháng 3 để chứng minh điều này. Phái bộ Nga cũng đã yêu cầu Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra quốc tế công bằng. Chúng tôi có lý do chính đáng để nghi ngờ tính hiệu quả, minh bạch và công bằng của các cuộc điều tra đang được thực hiện ở một số khu vực tài phán quốc gia. Chúng tôi không thấy các đối tác của mình sẵn sàng để hợp tác, đại diện thường trực của Nga Liên Hợp Quốc, Nebenzia tuyên bố. Động thái của Nga diễn ra sau khi Đức, Đan Mạch và Thụy Điển cuối tháng 2 gửi thư chung lên Hội đồng Bảo an, cho biết họ đã thông báo cho Nga về tiến độ điều tra của ba nước với vụ do dỉ đường ống Nord Stream. Cuộc điều tra kết luận đường ống bị hư hại do các vụ nổ và đây là hành vi phá hoại có chủ đích. Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được xây dựng dưới biển Baltic để vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga đến Đức và Tây Âu. Cả hai đường ống đều bị hư hại nghiêm trọng trong loạt vụ đổ tháng 9 năm 2022 gần đảo Bromholm của Đan Mạch. Không ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nga từng nhiều lần cáo buộc các nước phương Tây đứng sau các vụ nổ nhưng không đưa ra được bằng chứng. Moscow cũng chỉ trích Berlin, Copenhagen và Stockholm không phản hồi yêu cầu hợp tác điều tra. Truyền thông Mỹ gần đây dẫn nguồn tình báo ngoại giao phương Tây cho hay các điều tra viên đã phát hiện dấu hiệu cho thấy một nhóm ủng hộ Ukraine từng thảo luận về khả năng tấn công Nord Stream trước khi xảy ra các vụ nổ. Nhóm này sau đó có thể đã tiến hành vụ phá hoại. Giới chức Ukraine phủ nhận liên quan vụ nổ. Nga cũng cho rằng thông tin về nhóm thân Ukraine là nỗ lực đánh lạc hướng nhằm cản trở điều tra quốc tế và kêu gọi các nước góp vốn trong dự án Nord Stream thúc đẩy điều tra minh bạch và nhanh chóng. Nga đang đối mặt cuộc chiến trừng phạt Ông Putin nói Nga đang phải đối mặt cuộc chiến trừng phạt và kêu gọi tỷ phú doanh nhân ưu tú tăng cường đầu tư để vượt qua khó khăn phát biểu tại hội nghị liên minh nhà công nghiệp và doanh nhân nga rspp ở moscow hôm nay tổng thống nga vladimir putin kêu gọi các tỷ phú và doanh nhân ưu tú đất nước đầu tư vào công nghệ cơ sở sản xuất và doanh nghiệp mới để giúp nga vượt qua những nỗ lực của phương tây nhằm phá hủy nền kinh tế đất nước nga phải đối mặt với cuộc chiến trừng phạt nhưng đang nhanh chóng định hướng lại nền kinh tế hướng tới các quốc gia chưa áp lệnh trừng phạt ông putin nói với các doanh nhân đồng thời cảm ơn họ đã hỗ trợ nhà nước Ông khẳng định cho đến nay, Nga đã vượt qua các nỗ lực hủy hoại nền kinh tế của phương Tây và những doanh nghiệp phương Tây ở lại Nga sau khi chiến sự bùng phát đã là quyết định thông minh. Chúng tôi nhận thấy xu hướng tích cực trong nền kinh tế Nga đang trên đà phát triển và chúng tôi cũng kỳ vọng tăng trưởng GDP đáng chú ý trong quý 2 so với mức của năm ngoái. Tổng thống Nga nhấn mạnh Ông Lưu ý mức giảm GDP cao nhất trong năm ngoái được ghi nhận vào tháng 6, nguyên nhân là cuộc chiến trừng phạt, những thách thức chưa từng có trong nền kinh tế, thương mại toàn cầu và trong hệ thống quan hệ quốc tế. Bất chấp những thách thức đó, nền kinh tế của đất nước chuyển sang tăng trưởng vào tháng 7, ông Putin cho hay. Theo ông, các công ty không nên cất tài sản ở nước ngoài mà nên đầu tư nhiều hơn trong nước. Ông cũng đưa ra một thông điệp cứng rắn với những người giàu nhất nước Nga khi cho rằng họ cần phải suy nghĩ cho nhu cầu của đất nước hơn là lợi nhuận của bản thân. Hội nghị lần này là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Putin và các tỷ phú hàng đầu Nga kể từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Ông Putin khi đó nói với họ rằng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa lực lượng Nga vào Ukraine. Nhiều doanh nhân sau đó đã bị phương Tây áp lệnh trừng phạt. Ukraine đặt bẫy, gai mìn ngăn Nga đột kích dọc phòng tuyến miền đông Nhà chức trách thân Nga cho biết quân đội Ukraine đang tăng cường gia cố cho phòng tuyến ở miền đông nước này gia cố phòng tuyến ở Kupian. Trong một thông báo được đưa ra hôm 16 tháng 3, ông Andrei Marokko, quan chức thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng ở miền đông Ukraine, xác nhận quân đội Nga đang tiến hành những cuộc tấn công dữ dội tại khu vực thành phố Kupian. Dựa trên những thông tin tình báo của quân đội Nga, ông Marokko cho biết các lực lượng phòng thủ Ukraine đang khẩn trương gia cố tuyến phòng thủ tại khu vực này. Những chiếc bẫy tự chế cũng như mìn chống tăng và chống bộ binh do phương Tây sản xuất đã được cài đặt dọc theo phòng tuyến tại Kupian. Các binh sĩ của chúng ta đang giành được những bước tiến tại mặt trận Kupian. Họ đã phát hiện ra các trận địa mìn chống bộ binh và mìn chống tăng tại các vị trí từng thuộc quyền kiểm soát của quân đội Ukraine, ông Marocco nói, đồng thời tiết lộ các loại mìn đã được sử dụng có xuất xứ từ Mỹ, Đức, Pháp và Liên Xô cũ. Trước đó vào hôm 15 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 6 nhóm tiến công của quân đội nước này đã kiểm soát được một phần khu công nghiệp ở Kupian. Các tổ hợp pháo mìn UR-77 rồng phun lửa của Nga cũng đã được điều động đến đối phó với tuyến phòng thủ kiên cố của Nga ở miền Đông. Từ đầu năm 2023, tình hình giao tranh tại thành phố Kupian, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine tại miền đông đã tăng nhiệt trở lại. Hôm 2 tháng 3, chính quyền Ukraine đã ra lệnh sơ tán người dân khỏi thành phố nhằm đề phòng các cuộc đột kích của quân đội Nga. Những ngày qua, Kupian đã liên tục phải hứng chịu những trận tập kích bằng tên lửa, lựu pháo và súng cối của Nga. Màn thoát hiểm của siêu tăng T-90M Ở một động thái khác, trong ngày 16 tháng 3, ông Denis Averin, người phát ngôn của nhóm tiến công trung tâm của quân đội Nga, tuyên bố một xe tăng T-90M của lực lượng này đã đẩy lùi nỗ lực tấn công của Ukraine. Các phương tiện do thám đường không của chúng tôi đã phát hiện ra một nhóm thám báo của lữ đoàn dù số 81 của quân đội Ukraine áp sát xe tăng T-90M. Sau khi được báo động, kíp lái đã kịp thời khai hỏa và đẩy lùi đối phương. Ông Averin nói: Được phát triển bởi phòng thiết kế chế tạo máy vận tải Uran T90M ProRip là phiên bản cải tiến uy lực của dòng xe tăng T90 chủ lực của quân đội Nga. Xe tăng này sử dụng một động cơ diesel mạnh mẽ cho phép nó di chuyển với tốc độ lên tới 72 km/h. Xe tăng T90M được trang bị pháo cỡ nòng 125 mm có thể bắn những loại đạn cực mạnh và cả tên lửa có khả năng tiêu diệt xe tăng đối phương ở cự li tới 5 km. Hệ thống quan sát đa kênh mới cho phép xe tăng sử dụng vũ khí trang bị vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Ngoài ra, khả năng trao đổi dữ liệu với các phương tiện chiến đấu khác trong thời gian thực là một trong những lợi thế chính của xe tăng T-90M ProRip. Bên cạnh đó, lớp phủ Nakitka có khả năng hấp thụ sóng radar cho phép xe tăng này dễ dàng ngụy trang trên chiến trường. Các lớp giáp phản ứng nổ tiên tiến mang tên Renis cùng hệ thống phòng vệ Storm cũng giúp bảo vệ T-90M một cách hiệu quả trước tên lửa chống tăng có dẫn đường của đối phương. Tại Ukraine, ít nhất 10 siêu tăng T-90M Prorip của quân đội Nga đã bị phá hủy hoặc thu giữ. Ba Lan sẽ trở thành quốc gia NATO đầu tiên gửi chiến đấu cơ cho Ukraine. Tổng thống Ba Lan Duda ngày 16 tháng 3 cho biết, nước này sẽ cung cấp cho Ukraine 4 máy bay chiến đấu MiG-29 trong những ngày tới. Khi nói đến MiG-29, loại máy bay vẫn đang hoạt động để bảo vệ không phận Ba Lan, một quyết định đã được đưa ra ở cấp cao nhất Chúng tôi có thể tự tin nói rằng chúng tôi sẽ gửi Mic cho Ukraine, Tổng thống Duda nói. Trong những ngày tới chúng tôi sẽ bàn giao 4 máy bay cho Ukraine, những chiếc còn lại đang được bảo dưỡng và chuẩn bị bàn giao. Chúng tôi sẽ thay thế các máy bay này bằng máy bay FA-50 của Hàn Quốc và F-35 của Mỹ, Tổng thống Ba Lan cho biết thêm. Trước đó, người phát ngôn chính phủ Ba Lan Mueller cho biết Ukraine sẽ sớm nhận được máy bay chiến đấu MiG-29 từ một số quốc gia châu Âu. Ba Lan hiện có ít nhất 29 máy bay loại này. Quân đội Mỹ gần đây đã bắt đầu nghiên cứu khả năng lắp đặt tên lửa không đối không tầm trung trên MiG-29 của Ukraine. Thủ tướng Slovakia Eduard Heger cũng cho biết chính phủ nước này sẽ sớm đưa ra quyết định gửi máy bay chiến đấu MiG-29 tới Ukraine mà không cần sự đồng ý của Quốc hội. Ông lưu ý rằng chính phủ cũng có đủ thẩm quyền để chuyển giao thiết bị không sử dụng.